Rồi chào quý vị buổi sáng ha. Là nhóm có nhận không quý vị? Có bứng 13 cây tứ quý không quý vị? Mà nay có thành viên mới Tý Kiển không quý vị? Nói chung là Tý cũng bạn bè đồng nghiệp không quý vị? Nay cũng hỗ trợ về nhóm. Lời nói đầu tiên cũng cho chúc tất cả quý vị các bạn có nhiều sức khỏe ha. Đây là thành viên tới mới là Tý ha quý vị. Nói chung là cũng giờ quý vị nào mà ở gần xa cần mà chăm sóc là bứng cây kiển á, trồng trọt này kia thì cứ liên hệ với Nhẫn ha, là sẽ có đội làm cái đó luôn ha quý vị. Sẽ đây Tý với Nhẫn có hỗ trợ là trồng bứng chăm sóc cây kiển luôn ha, cứ liên hệ. Đây đây mình bứng nhiêu cây anh Nhẫn? 13 cây. Rồi cây phôi không á, anh có tàn không? Có chắc 2-3 cây tàn ạ. Đây cũng giống nhỏ nhỏ mini không á quý vị, để rác nằm dưới bên kia nữa. Chút mình qua từ clip mình quay cho quý vị xem tham khảo ha. Đây không quý vị, sáng giờ anh em cũng bứng được ít số không quý vị. Cái này để tàn không quý vị, mà anh Nhẫn anh có con sơ nhẹ ha, cho nó vuốt lên cho nó đẹp tàn không quý vị. Cũng được mới rồi. Đó. Nguyên clip này không 8-9 cây không có gì. Còn clip bên kia nữa. Đây quý vị. Cây này nói chung là mình con sơ nhẹ ha quý vị. Nhưng mà nó này chẳng để tàn, cái này về chừng nó sẽ được ra là sau này kín mít hết luôn. Cây này tuy rằng nhỏ mà tàn còn quý vị. Tay cầm đóng cũng rất ok không quý vị. Hoành dao động chừng 20 ăn lên không quý vị. Tay cầm nó tròn. Đây mấy nói chung có bự có nhỏ này, tay cành cũng đều không có gì, trực thẳng ha, tay cành đóng tứ diện luôn. Này khá đế không có gì thôi, cái đế nó không được nơm, cái này cũ nở, tay cành cũng khá đều. Giờ anh nhận với anh Tí qua cái vườn bản không có gì, anh vô bứng vườn này rồi chủ nhà bản hỏi có mấy cây qua bản mua luôn có gì. Tính bứng 13 cây cuối cùng là bữa nay bứng khoảng 18 cây không quý vị. Đây, mấy cây này quá xấu. Mấy cây này nói chung tùy nào của nấy quý vị ơi. Như vậy đây dưới bưng hết rau không gì. Cái này đau bông thân để có khá không cái gì. Ở dưới đó cây mai tàn nữa không cái gì. Bị ngược ánh nắng. Nói chung mình cũng quay video này mang tính chất cho quý vị xem tham khảo thôi. Cho trải nghiệm cảnh anh em bưng tại vườn không cái gì. Rồi tiếp tục bữa nay là ngày thứ hai quý vị. Nhẫn bứng trên vườn, vườn này cũng có mấy cây quý vị. Lúc này ảnh đi lúc này ảnh mua số lượng nhiều hết có, ảnh đi mua cà lem không à. Lúc này chuyển qua mua bán cà lem mà. Có như có ai mua một hai cây chỗ nào bán một hai cây cứ lượm cà lem quý vị. Bây giờ mua cái số lượng nhiều trong vườn nó hết còn rồi. Nó còn mà giá nó cao quá. Quay mình ghép vô cái những video bứng hàng qua cái gì.
Đây có 5 cây quý vị. Mình chưa biết mặt cây như thế nào, mình nghĩ cái đó mấy cái đó hả quý vị. Nhỏ nhỏ mà mini. Này để cho những anh em nào mới biết chơi ha quý vị. Tập ghép rồi ha. Vừa mua ghép thoải mái luôn. Ừ. Cái này là đang vô trong tầm nhìn của họ nha. Cái này cọp không quý vị? Ừ, cọp nha. 7 tỷ ha. Nói chứ anh em nói giỡn gì vui không quý vị? Mấy cái này mai tàn, nói chung là mình để tàn không quý vị. Bán giá sinh viên cho quý vị chơi. Hết. Tại vì cây này cũng lộn vô giờ tầm ngắm của nhiều người. Cây này thú không quý vị? Cái này mà mình nuôi 10 năm sau là tàn cũng khá ok quý vị ơi. Ba cây tàn mini. Đây cây tàn nữa ha quý vị. Đây có cái này cây tàn lớn này, cái này nè. Cây này nó nằm mấy mương, bởi vậy làm bầu nó hơi bị nghiêng ha quý vị. Tại vì ở mấy mương thì bên đất cao thấp nó làm bầu đâm ra nó hơi khó quý vị. Nó được đẹp xuống bầu. Rồi giờ anh em chuẩn bị rút ra quý vị ơi. Em quý vị, cây cũng nhận chỉ về nhà mới vừa tới không quý vị. Tại ở trong vườn nãy rải rác không có quay được hết quý vị. Để gom nhà quay cho quý vị sơ lược tham khảo ha. Anh em cũng đói quá, mới về tới mới vừa ăn cơm xong đúng quý vị, cũng 1 giờ mấy 2 giờ. Đó, mình quay cho tổng quan quý vị xem ha. Đây có được mấy cây mai tàn không quý vị. Mấy cái này nãy đói quá, nói chung là cái bầu làm chưa chững, cái này về anh nhận anh rút lại ha quý vị. Rồi làm bầu sữa lại sơ sơ ha. 18 cây quý vị. Và tới đây mình cũng xin kết thúc video ha quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha.